trong khi đó thì DK thì đầu tiên điều kiện thắng của họ sẽ nằm ở chỗ là con Caitlyn có giải quyết sớm được cái trụ một đường dưới và sau đó bắt đầu di chuyển và kiểm soát các mục tiêu hay không. Còn giai đoạn giao tranh sau thì cũng hơi khó dành cho DK một tí, bởi vì con Javan này hoạt động nó cũng khá là một màu. Bạn chỉ có thể lao thẳng vào đội hình đối phương theo một hướng trực diện và đội hình của T1 thì có một cái tầm hoạt động tương đối là xa. Ván thi đấu đầu tiên trong cuộc đụng độ lượt đi giữa DK và T1 trong khuôn khổ của LCK mùa xuân 2022 chính thức được diễn ra. Giải đấu được phát sóng trực tiếp trên kênh sóng của LCK tiếng Việt với bản quyền phát sóng thuộc về BoxSpot. Và sẽ rất vui khi chúng tôi nhận được những lượt like, lượt subscribe của các bạn để ủng hộ cho channel LCK tiếng Việt cũng như là đơn vị sở hữu bản quyền của giải đấu này. Như đó là một tình huống hỗ trợ cho Faker trong việc đẩy đường để anh ta có thể về nhà và giải phóng lượng tiền. Vẫn đang liên tục thực hiện những tình huống bán máu đẩy đường đến từ Faker, trong khi đó Carrier gặp nguy hiểm. Rất nhiều sát thương và đó là chiến công đầu rất dễ dàng, bạn đứng và chịu đủ thời gian và đủ combo của Caitlyn với bắn xuyên táo, với đặt 7 và cả một pha bắn lưới 90 nữa. Thì câu hỏi đặt ra là DK sẽ mất bao nhiêu thời gian để ăn được cái trụ một đường dưới bên phía của T1 nhằm giải phóng Caitlyn và Nocturne đi các khu vực khác sớm hơn. Họ cũng sẽ có mục tiêu của mình, không có được sứ giả bởi vì Honor đang kiểm soát được nó, nhưng họ sẽ có được con rồng nguyên tố đầu tiên với lợi thế của bộ đôi đường dưới. Đây cũng là một cái bước tiến của bên phía DK, nhưng vấn đề là họ đang chưa xây dựng đủ thế trận ở khu vực đường giữa. Khi các khu vực đường bên phía của T1 vẫn đang đánh thủ hòa một cách an toàn, đường dưới đốc đang bị tấn công. Garia đã tốc biến lên và đây là cơ hội để cho Ken nhanh tấn công xuống khu vực đường dưới và anh ta rất cẩn trọng sử dụng một cú công. Ôi mắt tôi! Sau đó là pha phản công đến từ bên phía của T1. Canyon đang bị giữ chân lại và anh ta buộc phải tốc biến bỏ chạy, bán nguyên thương được sử dụng. Faker là người phải lui ra và không có điểm hạ gục tiếp theo, chỉ có Kerea một lần nằm xuống. Nhưng với góc độ hiện tại thì Showmaker đang ở cánh trên. Showmaker ở cánh trên, Budon ở cánh dưới, sẽ hơi nguy hiểm cho Showmaker một chút khi phía sau anh ta có mắt và chưa kể là Rai cộng với Shinra có thể tiếp cận một cách dễ dàng bằng vòng xoáy không gian nữa. Và trước kể là dòng nguyên tố cũng sắp ra rồi, dòng nguyên tố chỉ còn có 15 giây nữa nó sẽ xuất hiện. Một Victor không có dịch chuyển sẽ không can thiệp kịp dòng nếu anh ta đứng ở khu vực cánh trên. Anh ta vừa bấm B về trên tầm nhìn của T1 và T1 biết rằng tốc độ di chuyển ra đến từ Showmaker là không đủ nhanh. Họ ngay lập tức ập vào và chiếm luôn con dòng nguyên tố thứ hai của ván đấu để cân bằng dòng với bên phía DK. Một ván đấu mà mọi chỉ số đều đang gọi là cân nhau chặt chặt. DK nhỉnh tiền hơn từ hai mạng hạ gục nhỉnh hơn so với phía T1. Gubayushi thì chưa về nhà giải phóng tiền và anh ta chưa có đồ thần thoại nha. Còn Zeus đã bắt buộc phải dịch chuyển sớm để lấy lợi thế chất tướng là dây, trong khi đó thì phát tốc biến đến Faker mở giao tranh rồi. Và đây là một tình huống mà điểm đầu tiên hạ gục dành cho bên phía của T1 bởi vì họ đã giữ chân được Đốc Đam. Một pha nét vẽ thành công, sau đó Zeus bắn combo vào. Rất nhanh chóng họ dứt điểm xạ thủ của đối phương, pha trao đổi này chắc chắn là bên phía của T1 lời. Và anh ta đang sẵn sàng cho pha cạnh tranh trừng phạt với lại Honor và vẫn đang có tầm nhìn, mắt kiểm soát được cẩm. Honor đang cố gắng che, họ vẫn lấy được sứ giả và sau đó T1 có ý định rút lui trường lực đặt ra nhưng không chỉ dân được ai cả. Lời dành cho T1. Khi mà hai đội có tỷ số trụ là một đều thì hai bên liên tục di chuyển và trao đổi mục tiêu với nhau, và cho đến thời điểm hiện tại thì T1 đang là người hơn tiền, thì họ và không có bất kỳ một pha giao tranh lớn nào diễn ra cả, thì chúng ta có thể thấy được cái sự dịch chuyển đội hình và phân phối tài nguyên của T1 hiện tại đang rất là mượt mà và họ đang không để cho một ai bị thiếu tài nguyên cả. Nhưng DK đang có ý định tấn công vào khu vực đường giữa, nét vẽ đã thành công, sân khấu được mở, Canyon bắt buộc phải che cho Showmaker và Đốc Đam cũng không thể nào chịu những phát đạn. DK phải lui về, hai bên vẫn làm mọi cách để giữ trụ một đường giữa, nhưng có vẻ như T1 chuẩn bị là người lấy được nó nếu như họ tràn vào ở tình huống này. Nãy giờ thì anh ta đang liên tục bắn cầu sấm, có cầu gia tốc trúng, lần này nó trúng vào vương miện suy vong của Kelly. Sát thương chưa phải là quá nhiều nhưng với bùa xanh dưới chân anh ta có thể liên tục, họ có rất nhiều thời gian ở đây. Faker đang đẩy một đường cánh, DK muốn ép giao tranh tại khu vực đường giữa. Canyon combo qua tường và đây chính là thứ mà anh ta đang hướng tới. Gum LC đang có tốc biến, lượng máu của ta không phải là quá nhiều, đang chờ đợi cơ hội. Canyon bắt đầu mở lao vào và combo ngược trở ra, trường lực đặt vào. Honor tung ra bán nguyệt thương để câu giờ, nhưng mà Faker chưa về thì nguồn sát thương lớn nhất từ mình theo T1 vẫn chưa có. Anh ta bây giờ đang từ từ di chuyển về, có ý định tập hậu đối phương. Ui, nét vẽ thành công, sân khấu mở ra và chắc là có rất nhiều người che cho Kelvin và ta chỉ còn một chấm máu. Faker lao tới, không ai nằm xuống cả, nhưng vấn đề là bên phía của DK chuẩn bị mất cả hai mục tiêu là trụ một đường giữa lẫn con rồng. T1 mỗi ngày chắc 2 tiếng luyện Aram rồi. Sát thương khá lớn đến từ số trong pha vừa rồi, nhưng mà Udon có nỏ tự thủ và huyết kiếm cho nên bắn hồi lại đầy máu. Tôi muốn nói là ở cách đây khoảng chừng 2 năm có một khu vực được coi là khu vực lớn đi, đó là NA thường hay bị trêu về cái khả năng macro kém và đánh một hồi thì họ không biết làm gì cả và sẽ di chuyển ra khu vực đường giữa để chơi Aram.
thì có một cái từ gọi vui là NARAM là như vậy, là một cái lối chơi của NA là cứ chạy ra đường giữa ARAM coi bên nào là né cái đường định hướng hay tung cái đường định hướng thành công để mà có được lợi thế trong pha giao tranh. Và cuối cùng chúng ta lại đang được thấy là hai đội hàng đầu tại LCK cũng chơi ARAM trong khoảng thời gian vừa qua, và bây giờ DK đang tổ chức một pha rush Baron. Honor có hạt thông nổ phía trên, Baron còn 3000 máu, cả nhà đứng sẵn đó. Honor lao thẳng xuống và đó là một tình huống không cướp được Baron, anh ta bị kẹt ở trong đó nhưng vẫn tự tin tiến lên bởi vì rush đang ở cánh trên nhưng anh ta đang hơi đơn độc một tí. DK vẫn đang tập trung lại được với nhau. Faker tiến tới chưa chưởng được thì Honor đã hết máu phải chạy về cầu vòng tối thượng, nó không trúng, Honor vẫn sẽ thoát đi được với khoảng chừng 300 máu còn lại. Canyon tiên không giữ chân được ai cả. Lợi thế cho DK. Đó là một pha bên phía DK. Ui, họ đại muốn ép tao chạy. Dùng và Kera buộc phải tốc biến bỏ chạy nhưng Gumayoshi thì không. Anh ta chưa hồi lại tốc biến. Lại che nhau. Lại lui về. Gumayoshi đang được triển khai khu vực đường giữa. Pha đó trước tôi đang nhìn thấy là ý định của tên bên phía của T1 khá là rõ ràng. Guma đang cầm như bình viên đạn thứ tư. Ý định của anh ta là chạy tới bắn trụ đúng một phát, xong cái trụ kích hoạt được cái khả năng tăng tốc đến từ viên đạn thứ tư cũng như là bước chân để có thể lui về. Ui. Nhưng anh ta không kịp làm điều đó với cái đại địa chấn, không cho anh ta tiếp cận được trụ. Còn vừa rồi thì anh ta buộc phải dùng hồi máu khi nhận một lượng sát thương tầm xa cực kỳ lớn đến từ bên phía của DK. Lý do tại sao mà nãy giờ DK vẫn giữ được cái trụ một đường giữa, tôi nghĩ là do con Lux của Kaelin, khi mà anh ta có khả năng tung ra những cú cầu vòng tới thượng với một khoảng thời gian quá ngắn. Thì cũng sẽ không có nhiều cơ sở để nói rằng Java sẽ dồn sát thương Baron tốt hơn so với Xin Zhao. Nhưng anh ta làm được. Và làm được thì bạn đúng thôi. Thực ra nếu như gọi về thành tích trừng phạt ở tại LCK thì Honor vẫn còn thua Canyon. Tỷ lệ mà trừng phạt thắng của Honor nó có một tỷ lệ thất bại tương đối so với lại sự chính xác của Canyon, ít nhất ở trong khoảng thời gian gần đây. Với lượng giáp lớn đến từ Faker thì hiện tại Đốc Đam đã phải hướng đến cho mình một món trang bị xuyên giáp chứ không phải là một cái vô cực kiếm. Còn bên phía T1 thì hiện tại với việc lấy được thành công trụ một đường giữa đối phương thì ít nhất cái thế đường giữa của họ không quá xấu như những tình huống trước nữa. Còn Tiwan không. Tiwan chưa muốn những tình huống 50-50. Họ không muốn những tình huống 50-50 như vậy. Đây gọi là cấu rỉa, nên đứng từ ngoài thì thôi. Đội hình của Baron rất là kém. Jin 4 viên với lại Xin Zhao với lại Rai. Ui, đó là một tình huống dồn sát thương. Showmaker nằm xuống ngay, Honor tràn lên. Bắt buộc đâu đâu phải tốc biến nhưng ta cũng một chấm máu phải nằm luôn. Hai điểm hạ gục quan trọng dành cho T1. Và họ sẽ tràn thẳng vào khu vực đường giữa, không cần Baron nữa. Họ có lấy luôn một đường ở trong tình huống này bởi vì đối phương chỉ còn lại 3 người phòng ngự mà trong đó lại không có hai nguồn sát thương chính. Hay là em thử không? Thậm chí có thể thử nha. Cầu vòng tối thượng. Giải quyết lính. Đó là điều tiên quyết, cố gắng giải quyết 3 con lính còn lại. Canyon là người lao lên cố gắng giải quyết lính, dùng đại địa chấn để câu giờ phía trong này thì bên phía của Caliber Dam đang gây được khá nhiều sát thương, Canyon cũng phải nằm xuống nhưng lính đã hết. Và khả năng phòng ngự của bên phía DK đã thành công và bắt buộc phải hy sinh Canyon trong pha vừa rồi, nhưng họ sẽ mất con rồng này. Và combo tròn trịa. Bắn cầu xong chuyển nhận búa, tốc biến lao vào dứt điểm. Dịch chuyển ở khu vực đường giữa, đây là một pha dịch chuyển đến từ Faker. Và trước mặt anh ta là Kaelin, ta bị giữ chân lại nhưng Kaelin không có thời gian để đứng lại tung ra combo của mình. Tiêu Anh bắt đầu di chuyển về phía khu vực Hammeron. Lần này họ đã có được sự tự tin để có thể tiến vào. Họ biết rằng lúc này Đốc Đa và Kaelin đang không có tốc biến và họ sẵn sàng đánh ngược trở ra. Honor đang khá là thấp năng lượng, Baron còn khoảng chừng 600 máu và nó thuộc về phía T1. Sau đó họ dùng vòng xoáy không gian để chạy bỏ lại một người là Keria. Anh ta sẽ cố gắng câu thêm một chút xíu thời gian nhưng vẫn phải nằm xuống. Lượng sát thương đến từ bách phát quách trúng, Canyon đang từ từ di chuyển vào. Buron bắn khá tốt của Honor, giữ chân được Keria, bắt buộc Keria phải tốc biến đi. Faker đang giữ vị trí ở trên cánh nhưng ta chưa tiến vào gần đội hình đối phương được. Rồng đã bị bắn trước bởi phía DK. Honor cũng đang rất gần ở trong tình huống này. Gumelsi đang cầm 4 viên, Rốt đang giữ vị trí. Đó là tình huống giữ rồng thành công từ bên phía của DK. Họ dồn sát thương đúng thời điểm và sau đó ý định của họ là rút lui. Một tình huống chạy đường vòng rất khó chịu đến từ Cannon khi anh ta đã vòng ra được phía sau đây bên phía của T1. Và liệu rằng T1 có kiểm soát được góc đứng của anh ta hay không đây? Đó sẽ là một tình huống mở rất khó chịu. Và Faker di chuyển vào check, anh ta đã check nấp, không nấp, thấy Canyon đâu. Ghê. Canyon vẫn nấp được. Canyon có tốc biến nha. Kera là người được chọn. Ui, ta đi thẳng vào phía Canyon từ trong bóng tối lao ra như một ninja. Và sau đó toàn bộ hình của DK tràn tới. T1 bị bắt lại và họ bị kẹt mất rồi. Honor là người bị giữ chân lại và anh ta nằm xuống. Hai điểm hạ gục trong team của DK. Faker cố gắng chữa nhưng lượng giáp của Canyon là quá nhiều. Và bằng một phép nào đó, Canyon đã có cả kỹ năng độn thổ lẫn tàng hình để có thể lao thẳng vào sâu đội hình đối phương trong pha vừa rồi. Baron chuẩn bị ra và tôi nghĩ rằng DK sẽ di chuyển ra đó mà thôi. Không còn Honor, không còn Keria, lấy gì để T1 có thể cạnh tranh Baron với DK đây? Họ chỉ còn lại 3 người. Faker sẽ được cái tanh tiến trước nhưng Gumayoshi vừa mất 2 phép bổ trợ rồi nha. Dây chuyền trục tội hồi máu lại đến từ bên phía DK và lượng máu này đủ để cho họ có thể tiếp tục Baron.
Và trừng phạt thì chưa có, phải che Baron, và đó là phát đạn đã dứt điểm thành viên của DK. Nhưng Baron vẫn có dành cho DK. Vấn đề là Thiên Anh có ngăn chặn được pha bê về không đây? Faker liên tục phải né những kỹ năng định hướng. Guma đang cầm viên đạn thứ tư, nhưng ta cũng không dám mạo hiểm, không đủ khả năng lao vào trong pha đó. Vượt hang rồng một lần nữa, Guma đang cầm phát đạn thứ tư, Kera di chuyển vào, anh ta không có tốc biển. Và phát đạn thứ tư đó của Guma sẽ được dùng để cạnh tranh rồng hay không đây? Honor từ phía trên, anh ta không còn tốc biển nữa và ta không có nhiều cách để xuống khu vực hang rồng. Và Đốc Đam lại lên để bắn. Faker lần này lao lên chưởng Đốc Đam, nhưng Đốc Đam có sự hỗ trợ đến từ đồng đội và rồng dành cho bên phía của DK. Sau đó là rồng khắc chết Keria. Faker đang phải bỏ chạy, họ đang đối mặt với khả năng bị thua ván đấu đầu tiên. Và Đốc Đam bắn rất là gắt và Faker buộc phải dùng tốc biển để bỏ chạy. Sau Faker đang di chuyển lên, chỉ một sát thương nữa thôi là Faker sẽ phải nằm xuống. Gumesi là người bị bắt lại, anh ta đang phải chạy và anh ta chưa đủ sát thương để bị rồng hạ gục. Nhưng vấn đề thì Wan đang thiếu người và họ đang đối mặt với bùa lợi rồng ngàn tuổi. 10 của ván đấu đầu tiên giữa DK và T1, và DK đã lần đầu tiên phá được cái trụ ba của đối phương và lấy được luôn cái nhà lính ở khu vực đường trên. Zed có một pha cổ máu nét vẽ chết chóc thành công, nhưng chưa có góc để cho Guma mở sân khấu của mình ra. Đợt lính tràn vào, bùa đó đi thẳng vào và vượt qua cái trụ ba đường giữa. Cầu vòng tối thượng bung ra, Honor phải lui về trụ bảo vệ nhà chính đầu tiên của Tiêu Anh đã bị phá hủy. Và canh nhìn lao vào tạo khoảng trống giữ chân Faker lại, anh ta còn giáp hồi sinh, đang cố gắng chống cự. Sát thương có lẽ là sắp đủ để cho rồng khạc chết anh ta, và anh ta vẫn chống cự được. Canh nhìn đã phải nằm xuống. Bên phía của DK đang phải tạm thời lui ra, sân khấu được mở. Và toàn bộ đội hình của DK do thiếu người đang phải lui về rút bắn một pha khá là chất lượng. Và ta đang chuẩn bị chuyển dàn búa nhưng thấy rằng mình hơi đơn độc và phải giật ngược về. Cầu vòng tối thượng được sử dụng ở khu vực đường giữa để giúp cho lính lấy thêm một cái trụ ba nữa trong thiếu DK, nhưng họ vẫn chưa dứt điểm được ván đấu này. Đã có khá nhiều giáp thiên thần bị bán đi đến từ bên phía của DK, thậm chí là Budon hiện tại cũng đã mua cho mình đó là một cái khiên băng Randin. Còn Đốc Đam thì anh ta thậm chí bán luôn cả cái đại bác để hướng đến một món trang bị siêu giáp với nó thần Dominic và thêm cả một cực kiếm, nó họ ép giao tranh rồi. Faker vẫn còn kẹt ở khu vực đường trên, anh ta đang phải đi bộ về. Guma thì đang bấm bê trong cái đó, Honor thì bị giữ chân lại, anh ta buộc phải tốc biến bỏ chạy. Zed đứng đợi ở trong bụi, nhưng đứng đợi trong bụi thì không ngăn chặn được đối phương tiến thẳng vào khu vực đường giữa. Đã là hai cửa mega dành cho bên phía của DK, một trụ vậy là chính dành cho bên phía của Damwon Kia. Và bây giờ thì Thiên Hoàn đang hơn người một khoảng thời gian đếm số khoảng chừng 50 giây đến từ vị trí của Cannon. Anh ta mở đầu bằng một tình huống đại địa chấn vào, sau đó thì combo kỳ kích trượt. Lần này thì đúng là kỳ kích trượt, nó không phải là combo QE mà nó là EQ, nhưng anh ta EQ trượt và khiến cho anh ta phải nằm xuống ở trong trụ đối phương. Cơ hội để Thiên Hoàn có thể gỡ lại đường lý sâu cấp nhờ lợi thế hơn người. Faker không có dịch chuyển, tức là chỉ có 4-4 tại khu vực đường giữa đúng này rồi mà thôi. Và liệu rằng Thiên Hoàn có tiếp cận được cái nhà lính khu vực đường giữa của đối phương hay không đây? Câu trả lời là không, họ bắt buộc phải rút lui. Và thực ra trong khoảng thời gian này cũng không có bất kỳ mục tiêu lớn nào mà DK phải trả giá cho thú nằm xuống đến Cannon cả. Không mất gì không, anh ta chỉ mất đi cái giáp thiên thần, và sau đó anh ta cũng rất nhanh chóng bán cái giáp thiên thần đang phải đợi thời gian hồi đó đi và đang suy tính tới việc là đổi qua một trang bị khác, đang nhìn vào thú tượng thạch giáp và vẫn sẽ tạm thời đáp ứng đủ cái nhiệm vụ giữ chân đối phương lại trong cái đại địa chấn của mình. Và bây giờ thì chúng ta lại quay trở lại một ván đấu tôi nghĩ rằng vẫn đang tương đối là nguy hiểm nha, bởi vì một pha giao tranh vẫn có thể lật ngược được tình huống của ván đấu, mặc dù DK đang rồi có được lợi thế hơn. Với thời gian Baron vẫn còn khoảng chừng 30 giây nữa, tức là vừa đủ để họ dắt một đợt lính tới gần trụ của đối phương. Đã có khá nhiều giáp thiên thần bị bán đi đến từ bên phía của DK, thậm chí là Budon hiện tại cũng đã mua cho mình đó là một cái khiên băng Randin. Còn Đốc Đam thì anh ta thậm chí bán luôn cả cái đại bác để hướng đến một món trang bị siêu giáp với nó thần Dominic và thêm cả một cực kiếm, nó họ ép giao tranh rồi. Faker vẫn còn kẹt ở khu vực đường trên, anh ta đang phải đi bộ về. Guma thì đang bấm bê trong cái đó, Honor thì bị giữ chân lại, anh ta buộc phải tốc biến bỏ chạy. Zed đứng đợi ở trong bụi, nhưng đứng đợi trong bụi thì không ngăn chặn được đối phương tiến thẳng vào khu vực đường giữa. Đã là hai cửa mega dành cho bên phía của DK. Hang rồng ngàn tuổi và những tình huống chuyển ra đến từ T1 đang bị cấu rỉa liên tục bởi vị trí của Showmaker. Vòng xoáy không gian bắt Showmaker à? Vòng xoáy không gian để chuyển hướng tấn công, và Cao Linh là người gần nhất, anh ta đánh hạt không nổ phía bên này. Sân khấu được mở, Canyon dùng đại địa chấn lên phía trên. Showmaker lao tới tấn công một Guma Yoshi, nhưng sát thương của ta là chưa đủ, ta mất 50% máu. Faker đang truy đuổi và bên phía của DK tạm thời lui ra, rút combo một cú khá là chất lượng, và DK đang không thật sự kiểm soát được khu vực hang rồng. Nhưng hãy nhớ rằng nhà chính của T1 chỉ còn một trụ bảo vệ mà thôi. Zed đang đứng ở đó, Honor né khỏi một pha khóa bóng tối, anh ta đang ở quá xa khu vực hang rồng. Và trong hang rồng hiện tại không có trừng phạt của T1. Honor đang cố gắng di chuyển về, nhưng ta bị giữ chân lại, bị hất tung lên, bị dùng tất cả mọi thứ vào. Và con rồng hút về bên phía của DK, T1 tan vỡ hoàn toàn rồi. Làm sao họ có đủ sát thương để chống lại pha giao tranh này đây? Từng người một ngã xuống, và rồng ngàn tuổi gây sát thương tối đa, pha quét sạch cho DK và thắng lợi trong ván đấu đầu tiên dành cho nhà đương kim vô địch. MVP chắc chắn phải là Cannon, anh ta không thể nào không có MVP trong ván thi đấu này. Sự tỉnh táo, sự
quyết đoán đến từ Cannon đã mang lại quá nhiều lợi thế cho DK và tình huống tốc biến để trừng phạt Rồng trong lúc Honor trên bảng đếm số, trong lúc giáp thiên thần của anh ta trong thời gian quay, là một pha xử lý quá tỉnh đến từ Cannon. T1 phần còn lại của họ đã bị dồn sát thương vào Rồng, trong lúc mà Honor đang cố gắng chống chịu thì đồng đội của Honor đã dồn sát thương để ăn con Rồng thật nhanh. Nhưng Cannon bằng một cú tốc biến trừng phạt của anh ta lấy đi toàn bộ hy vọng của T1 cho thứ vừa rồi. Còn thực sự thì ngày hôm nay ván thi đấu này, bên phía T1 đã bắt đầu lấy ra nhiều những con bài mang tính hướng tạo đột biến cao hơn với Vex đường giữa với Lee Sin, thay vì những lựa chọn an toàn như là Zavan, Xin Zhao hay những pháp sư đường giữa khác dành cho Faker. Còn ở khu đường trên thì đúng là một lượt blind pick mà bên phía T1 hướng tới sẽ là một con Gwen, một con bài có khả năng tự chơi khu vực đường trên. Với khả năng tăng tiến sức mạnh về sau ổn và áp lực tiến sau rất tốt với Sương La Bất Bại và những tình huống xe chuyển lực kim. Trong khi đó điều kiện thắng của cả hai có lẽ vẫn sẽ đặt nặng xuống khu cánh dưới, nơi mà kèo đấu mà các bạn đã rất quen thuộc trong những vòng đấu vừa qua tại LCK chính là kèo đấu giữa Aphelios và Jinx. Vâng, và ván thi đấu thứ hai của đụng độ giữa T1 và DK trong khuôn khổ lượt đi của LCK mùa xuân 2022 được phát sóng trực tiếp trên sóng của LCK tiếng Việt với bản quyền phát sóng thuộc về BoxSpot. Và rất hy vọng rằng BoxSpot cùng với LCK tiếng Việt sẽ nhận được sự quan tâm ủng hộ của các bạn. Và hy vọng rằng các bạn sẽ để những lượt like và lượt subscribe để ủng hộ lại cho channel của chúng tôi. Và ván thi đấu thứ hai diễn ra trong bối cảnh là T1 hiện tại đang bị dẫn trước bởi DK tại ván thi đấu đầu tiên. Bây giờ chúng ta thấy rất rõ lý do tại sao mà DK chọn một cái vòng rừng cho cây nhành, lúc nào điểm đến cuối của anh ta cũng luôn ở khu vực đường trên. Nhưng pha đột biến đến từ Keria, án tử có ý định hắc não Showmaker, vẫn là pha tốc biến nổ lông cước thành công. Showmaker bị giữ chân lại và đó sẽ là chiến công đầu cho Faker. Xử lý tôi nghĩ là cũng đầy tham vọng đến từ cây nhành khi mà anh ta dùng luôn bán nguyệt thương để cố gắng đẩy sứ giả ra, câu thêm thời gian chờ đợi mắt của nó mở để cố gắng dứt điểm nó trước khi mà nó kịp hút. Nhưng bởi vì khoảng trống ở khu đường giữa quá nhiều và đầu tư tài nguyên đó từ cá nhân cũng không ngăn chặn được con sứ giả hút. Và đúng như Tùng vừa nói thì cái trụ một này nó sẽ khiến cho bên phía của T1 có rất nhiều lợi thế để kiểm soát Rồng tiếp theo. Jay là vị tướng cần phải cấu diệt trước thềm giao tranh. Thời điểm chưa có trang bị nhận... Ôi, Faker nó cứ tung luôn chiêu cuối à. Anh ta lao thẳng vào luôn bởi vì họ đã có 3 người và pha băng trụ rất thành công đến từ T1. Họ có được mạng và họ có được trụ, họ có luôn cú án tử thành công. Udo sẽ là nạn nhân tiếp theo, chăng anh ta vẫn chạy Faker kích chiêu cuối của mình một lần nữa. Tốc biến né khỏi Thái Dương hạ sang và hai mạng một trụ cho T1, ván đấu đang khá dễ dàng dành cho họ. Tiến Faker vẫn chờ được cái nội tại của anh ta hồi lại kịp. Đây ta có thể băng vào với một cú hoảng sợ và nhiêu đó là đủ để họ có được trụ đường giữa, có được trụ đường trên, có được hai mạng hạ gục. Mà tôi nhìn không nhầm thì trụ hai đường trên cũng đang bị tấn công. Sứ giả thì cú tên lửa đạn đạo. Cảm giác là hai đội bây giờ ván một đánh lố giờ quá. Ban tổ chức thông báo là bây giờ các em cố gắng xong trước 6 giờ dùng tụi anh, cho nên là ván hai này tự nhiên cái tốc độ nó căng vậy. Tự nhiên là 6 cái trụ dành cho T1 sau 17 phút. Tôi chưa thấy có một cái ván đấu nào trong khoảng thời gian gần đây mà có một cái lượng trụ nhiều đến như vậy trước phút 20. Rất đột biến. Rồi như vậy là với một lượng tiền có được thì bây giờ câu hỏi đặt ra là không chỉ là tiền nha, trụ nó là cái công cụ để các bạn kiểm soát tầm nhìn. Bây giờ lượng tầm nhìn của T1 nó sẽ rất là vượt trội và họ đang liên tục tổ chức những pha bắt lẻ 4-0 về mạng. Trường được kích hoạt, có ai tới gần hay không? Faker tung chiêu cuối thành công và ta sẽ lao vào một lần nữa ép đi tốc biến của đối phương. Anh ta xoáy và đó là tình huống bấm đồng hồ né lệnh sóng âm và anh ta vẫn phải nằm xuống sát thương cuối cùng để từ Boron. Án tử lại thành công lần nữa, pha này quá gần trụ, rất sẽ phải lui về. Sát thương rất nhiều, có Honor lao vào hỗ trợ, canh nhanh buộc cái tốc biến bỏ chạy trở về. Độc đam bắn chưa đủ sát thương, sóng âm may mắn quá nó không trúng vào DK, nhưng Showmaker có thể sẽ phải nằm xuống. Ôi, anh ta kịp dùng lệnh phòng hộ để có thể sống. Sóng âm lại hụt một lần nữa, độc đam đang bắn được nhưng chưa có hưng phấn để lao lên. Án tử nó lại trúng nhưng ta có thanh tẩy và rất nhiều người thấp máu của mà bóng đồng đèn lui về. Giao tranh cực kỳ chất lượng về mặt kỹ năng. Tính ra thì họ vẫn lời mạng hơn trong pha đó đúng không? Họ hạ gục được Kaelin, sau đó họ hạ gục được Showmaker. Họ mất đi một mạng là Faker thì coi như là họ vẫn lời. Thực ra là khi mà tự nhiên Keria hưng phấn quá với ba cú án tử trúng liên tục thì chắc chắn là phải đánh thôi. Và bây giờ họ triển khai Baron ngay lúc mà nó mới xuất hiện trên bản đồ. Kaelin đang di chuyển vào và anh ta có khả năng cạnh tranh pha này. Phong Lưu Thương và Baron sẵn sàng lao vào, ta dùng bán nguyệt thương câu giờ bị đá khỏi hang Baron. Ôi, Honor đã nằm xuống rồi.
Bây giờ Baron thuộc về ai? Baron thuộc về bên phía của T1. Zeus là người ăn được Baron. Sau đó họ sẽ cố gắng triển khai tấn công vào Showmaker. Độc Đam đang có khoảng trống, nhưng anh ta bắn chưa đủ sức. Một mình anh ta có hưng phấn nhưng đang phải bỏ chạy. Và tình huống đó thì T1 thắng lợi hoàn toàn. Họ có được 4 điểm hạ gục và cả Baron. Bây giờ thì Độc Đam chậm tốc độ lại, Faker chạy lên nhưng không kịp. Hai rừng đều nằm xuống trong pha vừa rồi. Và Zeus là người kết liễu được con Baron trong tình huống vừa rồi. Một pha Baron thực sự là bên phía T1 có những tính toán của họ, nhưng tính toán đó bị sai lầm. Và bây giờ thì bên phía của T1 đang tìm kiếm thêm Maha gục rồi. Phá tốc biến băng trước đến từ Faker. Quét sạch không chính thức luôn. Nên khó rồi, tại vì bây giờ nhìn cái căn cứ đây không phải là một cái thế trận ở phút thứ 22 mà tự nhiên đối phương cầm Baron và bạn đang có một cái nhà lính không có trụ bảo vệ thì cực kỳ khó để các bạn có thể phòng ngự. Chúng ta xem cái biểu đồ tiền này nó lên một cách chóng mặt dành cho bên phía của T1. Bây giờ đường dưới, khi mà đợt lính đẩy vào, toàn bộ đội hình của T1 sẽ tiến vào với bùa lợi Baron. Và lúc này có lẽ chỉ có một tình huống lệnh sóng âm 4-5 người của Soulmaker mới có thể cứu được cho DK mà thôi. Nhưng T1 không cần làm gì cả, họ chỉ đứng đợi cho xe phá nhà là được. Zeus chủ động E lên phá luôn, sau đó thì kích dòng đèn đi về. Và DK sẽ phải làm gì đây? Họ cấu rìa không hiệu quả vì Baron thứ nhất là cầu sống không sát từ ổ Faker bằng Faker vào. Hoảng sợ nhiều người và đây là một màn hủy diệt dành cho bên phía của DK. T1 đòi lại cả vốn lẫn lời của ván đấu thứ nhất. Độc Đam bắn một chiều cuối không dứt điểm được Faker mà anh ta đang còn phải chạy nữa. Có địa ngục đầu tiên và có thể là bên phía T1 sẽ chắc chắn lui về. Họ không cần phải vội, 25 phút vẫn đủ là một ván đấu sớm. Ván thi đấu vẫn đang diễn ra với chênh lệch rất lớn về tiền nghiêng về bên phía của T1 và họ vẫn đang dùng những cái sức ép đến từ hai đường lính siêu cấp tại đường dưới và đường giữa để có thể tạo khoảng trống và tấn công lên khu vực đường trên. Baron thì còn một khoảng thời gian khoảng chừng hơn một phút nữa nó mới xuất hiện. Và trong bối cảnh là hai đường lính siêu cấp đang đẩy vào cộng với lính đường trên chắc chắn cũng sẽ là những đợt đẩy, kể cả không có Thiên Vương Trùy đi chăng nữa, thì nó vẫn sẽ là một điều quá khó khăn cho bên phía của DK để có thể tiến ra Baron. Và họ sẽ phải làm một cái điều gì đó đặc biệt, họ cần phải làm một điều gì đó nó thực sự đột biến để có thể phá vỡ đi cái thế trận nó đang cực kỳ không ủng hộ họ như thế này, giống như ván đấu trước. Câu trả lời có một là Showmaker, nhưng mà Độc Đam banh xác. Lượng trang bị, tôi đang tính nói lượng trang bị của Showmaker nó khá là đáng kể với lại hai trang bị lớn đâu hoàn thành và có Ngọc Quên Lãng để giảm hồi máu nữa. Nhưng mà cái khoảng cách về xạ thủ và cái pha xử lý kỹ năng đỉnh cao vừa rồi của Guma LC khiến cho Độc Đam không kịp ú ớ gì cả với tình nổ ánh trăng dẫn lối hỏa ngục và sát thương đủ để dứt điểm. Bây giờ không còn xạ thủ nữa thì không còn nhiều cơ hội dành cho bên phía của DK. Faker tung chiêu cuối hụt hai lần liên tục ở tình huống trước đó và tình huống vừa rồi. Thái Dương hạ sang giữ chân anh ta, lồng đèn xoáy và anh ta chạy được tới lồng đèn nhưng nằm xuống ngay trên lồng đèn. Ok, ra tốc biến luôn cho nó an toàn ạ. Và chờ đợi một pha 50-50 đến từ Canyon. Nhưng bây giờ Canyon sẽ không có bán nguyệt thương để gây ra sự hỗn loạn. Showmaker đang đi tìm Faker nhưng quả cầu đặt ra không trúng. Baron còn chừng 7.000 máu. Liệu là 50-50 dành cho T1 hay không? Họ vẫn đang rất cân nhắc và họ đang tin vào Honor với một pha 50-50 và lao xuống và anh ta giữ được Baron, niềm tin được đáp ứng. Không có đột biến đến từ DK, ván đấu đã được quyết định. Giao tranh, DK đang phải rút lui về căn cứ của mình và họ thực sự muốn giao tranh với phía T1. Họ bật ngược lại, kiệt sức rất đẹp dành cho Baron, không có sát thương đến từ anh ta. Độc Đam đứng phía ngoài vẫn chưa bắn được, anh ta bắn được và kê ra một phát nữa thì mới có hưng phấn, và có hưng phấn chỉ để chạy mà thôi. Ánh trăng dẫn lối đưa anh ta về với trụ máu của mình. Sau đó thì Canyon cũng sẽ phải nằm, nỗ lực không được bù đắp đến từ bên phía của DK và sẽ là một ván đấu dưới 30 phút dành cho T1. Tôi đang trông chờ rằng một tình huống sẽ là một cú sóng âm và Baron sau đó cắm mắt hồ thể đá xin giao đối phương ra, sau đó vội cước vào và trừng phạt Baron cho Honor. Điều đó không diễn ra nhưng không sao cả, miễn là anh ta có được Baron ở phía T1. Đúng vậy, để họ biết bản đồ sớm. Đúng, đó là điều quan trọng nhất và họ đã có được nó. Là một pha như kia thì nó phải ở tầm gọi là bình tĩnh dữ lắm, nhưng tôi nghĩ vừa rồi thôi chấp nhận cái pha 50-50 vậy là cũng được rồi. Bởi vì dù gì thì Canyon cũng có tốc biến. Tôi vẫn còn nhớ có những cái pha mà Lee Sin tính làm cái điều như anh Tùng nói, nhưng nếu mà đối phương có tốc biến bạn sẽ lại đá đối phương xuống hang Baron. Và lúc đó thì nhìn nó kỳ lắm. Bác dành cho T1 và họ đang có ý định rút lui về cho nó an toàn. Mọi thứ đang nằm trong tay rồi, không có gì phải vội cả. Ba đường lính siêu cấp cộng với Baron, cần thì tiện đường ghé nhẹ con rồng ăn thêm cái linh hồn rồng gió nữa để kết thúc ván đấu. Đến từ bên phía T1 là mọi thứ đều hoàn hảo đối với họ rồi, không còn nhiều khó khăn, không còn nhiều điều để vương vấn đến từ DK nữa. Một ván thi đấu mà rõ ràng là những cái lợi thế bên phía T1 họ sở hữu nó cứ đều theo thời gian. Và nó đúng là 50-50 đó Tùng ơi. 50-50. Rất 50-50. Và
pha đó cực kỳ ghê luôn đó, pha đó chính xác là 50 pha đó mà tự nhiên mất Obadon là coi chừng là có chuyện đó. Một ngày mà sự căng thẳng đến từ những pha 50-50 nó cũng khiến cho nhiều những khán giả ôi Honor, Honor kia đã được Honor đâm đam về. Về và anh ta có được thành công đó, double kill dành cho Gumayusi và không còn cơ hội cho DK ở trong ván đấu này nữa. Mạng hạ gục thứ ba đã có, nhưng Benta thì chắc là nếu như đối phương cho thì sẽ có, hoặc là đồng đội cho thì sẽ có thôi. Budon sẽ là mạng hạ gục thứ tư hay chăng, đó là quách ra kill. Nhanh quyết định từ chối lời mời gọi của Gumayusi và đứng rất sâu ở trong nhà của mình. Tỷ số được cân bằng 1-1 cho Tiwa. Một ván thi đấu. Từ tên luôn. Quá luôn rồi. Ok, chết công. Tức là có hai lựa chọn, bạn đánh công thì bạn đánh lớp lăng, bạn đánh thủ thì bạn đánh Azir. Tại bên kia là ba con tướng tay ngắn, thì là đối phương tràn vào bạn chỉ đơn giản là phân chia thiên hạ, thì toàn bộ cái khả năng lao vào của DK trở thành zero. Nhưng đây là một ván đấu Faker muốn gửi thông điệp rằng tay vẫn còn to, sẽ phải chơi một con tướng kỹ năng ở khu đường giữa để đè đầu con rẽ tông này. Keo này ở mùa giải trước Faker đã từng xử lý cả hai mặt luôn, đều khá là tốt. Ván đấu quyết định giữa Damwon Kia và T1 chính thức bắt đầu với DK bên phía đội 1 và T1 bên phía đội 2 khi tỷ số đang là 1-1. Và trận đấu này trong khuôn khổ của LCK mùa xuân năm 2022, giải đấu được đem bản quyền tiếng Việt về bởi Boxsport, và chúng ta đang chuẩn bị có một tình huống có thể đụng độ nhau khu vực đường trên và Canyon đã rút lui về. Như vậy là chơi, đây là chơi kiểu 5 ăn 5 thua. Tại vì nếu như mà anh ta thất bại trong pha trừng phạt đó, ngược lại bùa đỏ thuộc về Honor thì anh ta sẽ là người gặp nguy hiểm, khi mà đối phương sẽ có lợi thế về cấp độ. Nhưng mà vấn đề là Honor lại không biết và Canyon sẽ có cái lợi thế về sự bất ngờ. Ui. Honor có thể sẽ Honor không vào bụi, không có thông tin, và đó là cái bùa đỏ dành cho Canyon. Honor có khả năng mất tất cả, ta vẫn đang bình tĩnh di chuyển dần về trụ của mình. Canyon kích luôn cả một tình huống lao vào và đó là chiến công đầu giật ngược ra. Và tất nhiên nó sẽ làm chậm cái tốc độ lên trang bị lớn của anh ta, nhưng nó sẽ cho anh ta một áp lực đi đường đủ lớn. Còn Canyon, anh ta biết đối phương cắm bắt ở đâu, và anh ta đi một cái đường vòng rất xa, và chắc chắn đây sẽ là tình huống vòng mà có thể tạo nguy hiểm dành cho Zeus nếu như Zeus đẩy cao. Zeus đã đủ thông minh để có thể rút lui vào đường giữa. Showmaker thiêu đốt. Và all in đến là Showmaker, và anh ta đang tìm kiếm đúng một Faker. Pha solo kill cực kỳ đẹp mắt. Bây giờ họ đang muốn dùng cái sức mạnh đánh sứ giả của Đá Tông để ăn mục tiêu lớn đầu tiên đó. Nhưng mà ở đường dưới đang gặp nguy hiểm khi mà Honor biết rằng đối phương đang mất thời gian ở khu vực cánh trên, và họ sẽ tổ chức một pha băng trụ. Vấn đề là Honor không còn tốc biến nữa, liệu có đủ sát thương dứt điểm và rút ra hay không. Guma bị trụ bắn và anh ta không dính nét vẽ trong pha vừa rồi, hay chính xác hơn là không bị giữ chân mà nét vẽ, và trước đó không có sát thương. Faker cũng di chuyển xuống dưới và sẽ không có bất kỳ một cái dịch chuyển nào để có thể giúp cho Dokdam và Kẹo Linh có thể thoát được pha này cả. Faker dùng biến ảnh vào tốc biến tiếp cận xích thành công, và đó là điểm hạ gục dành cho Faker. Nhưng ở khu vực đường giữa, nếu như để đối phương đẩy và có sứ giả, có thể sẽ có một trụ sớm dành cho bên phía của DK. Do đó thì phải tối đa hóa lượng tài nguyên mình có được ở khu vực đường dưới, và họ lấy mạng Kellen double kill dành cho Faker. Được chưa, hoàn toàn là cái đấu tự chơi giữa Zeus cộng với Budon. Có lẽ Budon đang có một tiếng áp sát chiêu cuối, ta còn 4 stack đến Irelia. Đây là Onin tung luôn lưỡi kiếm tiên phong và tấn công vào Zeus. Anh ta tích được rất nhiều sự solo kill, và anh ta có một pha solo kill nhẹ nhàng. Guma coi chừng nha, cú này tôi nghĩ rằng có thể đai trụ được. Kathleen mất hồi máu, trụ không còn nhiều máu nữa, đang là những tình huống đánh đổi trên toàn bản đồ. Budon vừa thể hiện khả năng sử dụng Irelia cực kỳ tốt. Anh ta đẩy trụ cuối tầm gần và dây lại không tốc biến né được. Thì đó là sự tự tin và kỹ năng cá nhân đến từ Budon lên tiếng. Ui. Bắt lẽ thành công. Và đó là điểm hạ gục tiếp theo dành cho bên phía của Tiểu Anh. Pha đó thì đúng là không có tầm nhìn, rất đang làm một việc đó là cố gắng tìm tầm nhìn. Và anh ta không thấy tầm nhìn mà chỉ thấy nguyên một con quen cổng theo Yumi đứng ở trong bụi mà thôi. Tiêu Anh có câu trả lời ở khu vực đường giữa, Đốc Đam sẽ là người được chọn, và anh ta buộc phải tốc biến bỏ chạy qua, vẫn đang lao theo, và đó là xạ điểm hạ gục dành cho bên phía của Tiêu Anh. Cú dịch chuyển. Sát thương rất nhiều của ba thành viên bên phía Tiêu Anh, bắt buộc Udon phải tốc biến, nhưng anh ta vẫn có khả năng phải nằm xuống trụ bắn Honor, không đủ sát thương mà Kera cũng chịu một phát bắn, nhưng chưa có điểm hạ gục cho DK. Và Tiêu Anh đã cân bằng được chỉ số mạng, họ vẫn có thể lấy được thêm một cái trụ nữa ở khu vực đường giữa, nhưng Showmaker có mặt ở đây cố gắng giải quyết lĩnh, bản thân ta cũng không muốn đặt mình vào thế nguy hiểm. Dính mắt. Trụ đường giữa không còn nhiều máu nên là Gwen của Cannon liên tục phải có mặt ở đây. Nhưng vừa rồi anh ta đang di chuyển cùng với Yumi nha, rất nguy hiểm dành cho Zeus, không có chiêu cuối đến từ Budon. Nhưng mà có Cannon đang chạy tới và chương cuối có Zeus có tốc biến, tôi nghĩ là cũng khó thoát pha này. Đi rồi. Và thực ra hai ván thi đấu trước
ván thi đấu đầu tiên, ván thi đấu thứ hai và ván thi đấu thứ ba này thì khoảng chừng 15 phút đầu. Những cái chỉ số chênh lệch đến từ cả hai bên là cực kỳ ít. Và T1 đang muốn gỡ. Ui. Kênh nhanh rất tự tin với sau lưng anh ta là Budon, sẵn sàng với lưỡi kiếm tiên phong, nhưng T1 cũng có nhiều người ở đây và họ không sợ. Sẽ chỉ luồng kim được sử dụng để cho Kênh nhanh có rút lui về. Thật sự là cực kỳ khát máu khi mà Kenyan đang cắt con cóc, anh ta tích được số điểm rồi lướt qua tường cắt thẳng vào người của Kerea, bắt đối phương phải tốc biến ngay lập tức. Kerea kiểu bị bất ngờ trong pha vừa rồi, họ đang đi di chuyển kiểm soát tầm nhìn, tôi cứ tưởng như họ đang đi kiếm Kenyan để tấn công cơ, nhưng bỗng nhiên thấy Kenyan thì họ lại phải tốc biến chạy. Faker vẫn đang duy trì một cái áp lực đầy lẻ tốt với cú dịch chuyển của anh ta, nhưng sứ giả đứng trên tôi nghĩ là dỡ tiếp tục sẽ là nạn nhân, trụ này sẽ phải bỏ rồi. Tiwan ăn được dòng nguyên tố thứ hai của ván đấu là một con rồng lửa, và map đấu sẽ là map đấu rồng công nghệ. Những DK thì đang muốn lấy tiền nhiều hơn, họ sẽ bỏ qua rồng để ăn tiền từ trụ và dùng tiền đó để giao tranh tại rồng 3. Một cái ván đấu mà họ đang khiến cho bên phía Tiwan đang không biết là phải chơi theo kiểu nào. Đánh từng mục tiêu thì khi đó bạn sẽ bị đối phương lấy những cái trụ pha all in ở khu vực đường dưới. Rớt có trụ nhưng Budon vẫn lấy mạng và sau đó chích vào lĩnh hồi máu đang di chuyển về. Faker sẽ cố gắng tiếp cận Budon, đứng đợi sẵn và ta vẫn còn tích được nội tại. Ta lao vào tấn công luôn Faker nhưng ta không có được sự cơ động đó. Faker không sử dụng phần thưởng thành công nhưng vẫn có tầm đánh xa. Đó là điểm hạ gục gỡ lại cho bên phía T1. Nhưng vấn đề giờ Faker sẽ đối mặt với phần còn lại của bên phía DK đang di chuyển tới và anh ta đã dùng khá nhiều tài nguyên của mình rồi. Chiêu cuối đang chờ đợi hồi lại, Kenyan đang chặn lính, Đốc Đao là người lao lên truy đuổi và đã nhìn được hướng của Faker đang chờ đợi một pha bắn nét vẽ để giữ chân Faker lại, nhưng vẫn chưa chờ đợi một phát nữa và bây giờ mới sử dụng nét vẽ nhưng Faker không còn đường lùi. Cú chiêu cuối tầm gần đến từ Irelia khiến cho Zay gần như không thể nào tốc biến né nổi. Và Faker trong những nỗ lực tấn công Budon cũng đã để anh ta vào một trạng thái yếu máu. Thực sự thì Budon đang xử lý rất tự tin và đây giờ lại tiếp tục là tấn công ám muội vào làm choáng đến từ Showmaker từ nhà đến trường rồi. 0-5 rồi. Zed đang cố gắng câu và đó là Budon đổi người tới, anh ta không hạ gục được Showmaker. Lại 50-50 à? Để coi 50-50 như thế nào. Honor ở phía trên, Kenyan ở phía dưới. Baron còn 3.000 máu, 2.000 máu. Honor đang sẵn sàng, Faker cũng đứng để hỗ trợ sát thương và pha lao xuống đến từ bên phía T1 không cướp được Baron. Kenyan vẫn cực kỳ chính xác và đã lấy luôn mạng của Honor. Sau đó Showmaker đã đứng sẵn ở đây, sân khấu được mở nhưng Kenyan liệu có tiếp cận được không? Để chương cuối không còn nữa, anh ta vẫn đang từ từ đi tới và T1 sẽ lui về. Pha này thì do thiếu người, T1 sẽ phòng ngự bằng cách nào với bùa lợi Baron và 5 người của đối phương đây? Kenyan đúng là có sự tự tin cực kỳ lớn để anh ta kêu gọi những tình huống như vừa rồi. Và đó lại là Baron cho bên phía của DK. Đột biến cứ đến từ những tình huống trừng phạt hơn đến từ Kenyan thế thôi. Không biết họ sẽ dùng chiến thuật này đến bao giờ. Kenyan kiểu là nó như là anh... Chính xác là vậy, mà anh tôi có cảm giác là anh ta không coi Honor ra gì cả. Ở tại LCK hiện tại không có đội nào dám chơi những cú Baron 50-50 như vậy cả. Lấy được nhà lính ở khu vực đường giữa, nhưng bên phía của DK cũng phải trả giá. Đó là Budon đã nằm xuống, Faker đang tạt từ phía cánh tới chung với lại Zed, nhưng Kenyan đang lao vào cắt Honor và anh ta không kiên nể cái gì cả. Cắt thật sự chất lượng, sau Faker đứng kế bên để cổ vũ tinh thần mà thôi. Kenyan vẫn cắt, mọi người có được sát thương cuối cùng chính là xạ thủ của DK, nhưng cuối cùng thì Kenyan cũng phải nằm xuống. Nhưng đồng đội của anh ta cũng có được những mạng hạ gục. Cái giá phải trả là toàn bộ đội hình của DK nằm xuống trong căn cứ của đối phương. Họ đang đánh một trận như trận xây bằng đơn vậy. Né, né quen để ra mà dùng cái. Giờ nó nhả xương lam ra, nó cắt vào thì không ai cover nổi cả. Thách cần lấy xương lam trước, xích trúng. Không có sát thương thêm đến từ bên phía T1. Just bị giữ nét chân vẽ thành công, sân khấu chưa được mở vội. Budon là người đang bị giữ chân lại, rất nhiều CC và rất nhiều sát thương tầm xa. Đây là lúc mà bên phía T1 tận dụng cái tầm của mình, sân khấu được mở. Nhưng áp lực đến từ nó là không nhiều. Và toàn bộ đội hình của DK phải lui lại, họ đang bị ép ra xa khỏi khu vực hang Baron. Và máu của họ đang khá thấp. Nhưng với khả năng hồi máu của Yumi, họ đang có kế hoạch đẩy thẳng vào khu vực đường giữa. Faker kéo được 50% máu của Đốc Đam. Kenyan lao tới. Bên phía của T1 vẫn đang ăn Baron. Những cái bẫy được đặt ra bên phía của DK vẫn chưa vượt qua được nó. Kenyan lướt thẳng vào khu vực hang Baron. Anh ta đang cắt những con mắt của đối phương để tích điểm và anh ta lao thẳng vào đối phương. Tất cả mọi thứ đang vô vào Kenyan. Anh ta bấm đồng hồ chờ đợi đồng đội của mình tới hỗ trợ. Phía bên này là Showmaker lao tới từ phía sau và anh ta đã dứt điểm được Gumayushi. Nhưng vấn đề là bên phía của DK họ đang mất quá nhiều thứ. Điểm hạ gục tiếp theo dành cho Showmaker, anh ta bị giữ chân lại, phần còn lại của T1 đang tràn tới, Faker biến ảnh tới và nếu như xích thành công sẽ là điểm hạ gục và Showmaker đang cố gắng né, không còn góc né nữa, quét sạch cho T1. Giật rất ghê đến Showmaker nhưng Faker thì lại không xích. Và không xích thì lấy gì mà né. Khi mà bên phía của T1 đã có một tiểu ép Baron thì DK bắt buộc phải đánh và họ đánh cũng rất mạnh.
họ đã tìm kiếm được Kumayoshi. Kumayoshi bị gây áp lực và anh ta phải tốc biến chạy trong tình huống anh ta đứng lên quá cao như thế này. Đây, anh ta bị gây áp lực và anh ta thậm chí mất tốc biến ra. Showmaker vòng một đường vòng rất dài và anh ta cuối cùng cũng đã tìm kiếm được Kumayoshi với một pha tốc biến áp sát bằng cú đấm thường thôi. Anh tay thiêu đốt sát thương đã đủ, nhưng phần còn lại thì Dokdam tốc biến lên để ăn cái mạng vừa rồi và sau đó anh ta phải trả một giá đắt. Showmaker cố gắng ám muội lấy các double kill cho anh ta, rồi sau đó thì anh ta phải đi chung với những đồng đội mà thôi. Một pha giao tranh diễn ra mà khi Cannon nằm, tôi nghĩ Showmaker cộng với Buron sẽ cố gắng làm điều đó. Những quả cầu sấm hơi với tầm đến từ Zerg, họ có thể sẽ bị mở giao tranh bởi bộ đôi Irelia cũng như là Zumi. Và tốc biến đến từ phía T1 thì có khá nhiều người đang không có tốc biến, trong đó có Zerg cộng với Guayusi đang là hai cá nhân mất tốc biến. Nhưng Cannon vừa rồi mất xương la bất bại rồi. Góc ra rồng của họ đang hơi tệ, nhưng trụ của T1 đã không còn nha. Đây, Showmaker bắt đầu vòng ra phía sau Guayusi, coi chừng nha. Họ đã cắm mắt ở tại cổng công nghệ rồi, nhưng đó là góc vòng ra đến từ Wen của Cannon. Tứ bề thọ địch, rồng thuộc về cho Honor. Nhưng vấn đề là về được hay không đây. Showmaker đang cố gắng chạy trước đội hình họ, anh ta đang dắt đội hình của họ về phía của Cannon, nhưng Faker có độ cơ động cao. Cannon đi bộ chỉ có tốc độ gia tăng đến từ Yumi của Kaelin mà thôi, thì hơi khó để anh ta có thể tiếp cận. Đang lựa góc để có thể đẩy vào khu vực đường giữa, mà đây là một tình huống mà DK chỉ đang cố gắng hạn chế bùa lợi Baron đến từ T1 mà thôi. Nếu chúng ta gọi cái khái niệm hơn 100 lính là Flame Horizon theo tên của Flame thì bây giờ đã hơn con số rồi, đây 150. Gần 150 trên lệch. Và Tiêu Anh có được sự tự tin để lao thẳng vào tấn công đối phương trong trụ. Và Faker đã vô hiệu hóa được Cannon khá là nhiều với những tình huống thành công, nhưng Cannon vẫn đang quẩy được. Giảm hồi máu chưa đủ. Vấn đề là bây giờ một mình anh ta đang chống lại toàn bộ đội hình của Tiêu Anh, và Kaelin cũng sẽ nằm xuống. Showmaker đứng đợi Faker bấm đồng hồ, nhưng đó là một tình huống mà toàn bộ đội hình của Tiêu Anh đứng đợi Showmaker, và đó là pha quét sạch. Cũng như là Tiêu Anh đã giành được thắng lợi trong ván đấu quyết định và giữ toàn vẹn mạch bất bại của mình. 6-0 trên bảng xếp hạng dành cho T1, và đây thực sự là một cái tết rất trọn vẹn đối với họ. Một ngày thi đấu mà họ bị dẫn trước trong hầu hết những tình huống xử lý. Zerg đã bắt đầu thở dài một cú nhẹ nhàng